Diễn viên Thanh Tú sinh năm 1975 là diễn viên truyền hình, sân khấu ở phía Bắc. Thanh Tú hiện là diễn viên nhà hát tuổi trẻ. Bố mẹ chị đều là diễn viên cải lương. Chị kể, nghệ sĩ ngày đó nghèo lắm mà cũng chỉ tổ chức gánh hát nên Thanh Tú cũng theo chân gia đình đi khắp các nẻo đường. Ngoài việc ca hát trong gánh hát của cha mẹ, Thanh Tú cũng phụ mẹ kiếm tiền bằng cách bán mía, bán xăng rong ở bến xe khi mới hơn 10 tuổi. Khi trưởng thành, chị từng mở tiệm áo cưới và trang điểm cô dâu, cửa hàng rất to ở Hà Nội nhưng rồi phải đóng cửa vì nhiều lý do. Thanh Tú cho biết, hiện chị đang là mẹ đơn thân. Sau 15 năm chung sống, chị quyết định đường ai nấy đi để tự giải thoát cho chính mình và người chồng. Và chị đã giành được quyền nuôi hai cô con gái. Ở thời điểm hiện tại, các con của chị đều đã khôn lớn và trưởng thành. Được biết, con gái lớn của diễn viên Thanh Tú là Tú Anh, 24 tuổi, đang làm tiếp viên hàng không và đã có gia đình. Còn con gái út là Khánh An, hiện đang ở với mẹ. Nghệ sĩ Thanh Bình sinh năm 1971, hiện đang công tác tại nhà hát tuổi trẻ. Diễn viên Thanh Bình vào nghề khá sớm, anh tốt nghiệp khóa diễn viên của nhà hát tuổi trẻ từ năm 1994. Anh từng muốn bỏ nghề vì mặc cảm hình thể thấp bé. Giống như đồng nghiệp ba anh, Thanh Bình từng có thời gian học mỹ thuật nhưng cái duyên sân khấu đã níu chân anh. Cuối cùng, Thanh Bình vẫn đầu quân ở nhà hát tuổi trẻ và gắn bó với sân khấu suốt 29 năm qua. Diễn viên Thanh Bình là bố đơn thân của ba người con. Người con gái lớn nhất mới lên đại học, còn cô em út lên lớp 7. Dù chịu cảnh gà trống nuôi con, nhưng anh không buồn bã mà sống vui vẻ. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân đổ vỡ, nam diễn viên cho hay vợ cũ của anh không theo đuổi nghệ thuật mà làm kinh doanh nên cả hai có nhiều bất đồng trong cuộc sống. Họ chia tay trong êm đẹp, anh lựa chọn nuôi các con để vợ có thể yên tâm đi tìm hạnh phúc mới. Ngoài thời gian làm việc, diễn viên Thanh Bình dành hết thời gian chăm sóc cho các con, đưa con đi học, quây quần nấu ăn và nói chuyện với các con hàng ngày.